Em Tuấn Minh chào các bác nhá. Mấy hôm vừa rồi em Tuấn Minh lên máy khoan, máy cắt, máy mài nhiều. Thì hôm nay em lên cái chương trình cho pin. Hôm nay thì em Tuấn Minh ở đây có rất nhiều các cái mã pin phù hợp cho các bác nào sử dụng máy khoan, máy bắn vít, bu lông, máy cắt, máy mài. Hôm nay ở đây em Tuấn Minh có ba cái mã pin nhá. Thì đầu tiên em sẽ vào cái mã pin đầu tiên là mã pin 5 cell của Pinlen. Đây nó là hàng Pinlen nội địa các bác nhá. Đây, pin này là quả 5 cell. Hiện tại Pinlen nó có quả 5, quả 10, 15. Nhưng mà hôm nay thì ở kho em Tuấn Minh chỉ còn cái quả 5 này, thì em sẽ lên cái video cho các bác nhá. Quả này là Pinlen 5 cell, của nó là hàng nội địa và cell pin của nó là sử dụng cái cell pin Lysen. Cell này nó là cell Lysen chính hãng nhá, dòng xả 10C. Đây, pin của em Tuấn Minh thì tất cả đều là chân pin Makita phổ thông các bác nhá. Đây. Các bác sử dụng nếu như dòng 5 cell này thì hợp lý nhất cho những bác nào sử dụng các loại như kiểu máy bắn vít. Ở đây ví dụ em có cái quả máy bắn vít của Hukan như này này, con này là CV250. Thì hiện tại nha, nếu như những anh em idol TikTok, idol YouTube đã test thử cái con 250 này với một cái quả 5 cell như này nhá, khẳng định cho các bác bắn hết từ 600 đến 800 con vít tôn. Thì cơ bản là cái con 250 này là một trong những cái con mà nó ăn dòng thấp nhất trong cái dòng máy chuyên vít của Hukan. Nên là các bác nhìn này, cầm những quả 5 cell này đi bắn mái tôn, vít sắt, vít gỗ thì nó rất là tiện nhá. Đấy, không nói sâu về cái máy nữa, chủ yếu hôm nay em lên là pin thôi. Pin này nhá, hiện tại giá công ty đang niêm yết là 270.000 một quả nhá. 270.000. Em nói rồi, đây là sử dụng cell Lysen chính hãng. Đây, có mã QR code tem mác phụ của nhà máy, nhà sản xuất đây, anh em có thể check phát là ra ngay nhá. Pin 5 cell nhớ cho em chân pin Makita phổ thông. Giá thì em báo giá luôn này, quả này là 270.000. 270.000 một quả nhá. Hai quả như này là 540. Các bác cứ làm một đôi như này về mà bắn vít cho em thì thoải mái luôn. Nói chung là phù hợp cho những bác sử dụng những cái máy bắn vít thì hợp lý. Máy khoan, máy bu lông thì các bác có thể tham khảo lên những cái dòng 10 hay 15 cell. Còn những con này nếu như các bác sử dụng những cái dòng khoan đầu 10 ly, ví dụ như các cái mã của Hukan như 1065P này, hay các cái mã dòng đầu 10 ly thì chơi quả 5 cell nhảy thôi, quá hợp lý rồi nhá. Dung lượng của nó là dung lượng chuẩn 2A. Các bác lưu ý cho em nhá, quả này là dung lượng 2A nhá. Đấy. Đây. Hàng Lysen nội địa của Trung Quốc này. Ok, 270.000 một quả nhá. Tiếp theo thì em qua mã. Đây là cái quả pin 10 cell giá rất là bình dân này. Đây là quả 10 cell Drama. Quả này thì hiện tại em Tuấn Minh đang ôm lô nó rất là nhiều. Nên hôm nay lên cái chương trình giá rất là mềm cho các bác. Quả này là quả 10 cell của Drama, vỏ ABS chống va đập chống vỡ. Chân pin của nó cũng là chân Makita phổ thông. Đấy, các quả này thì phù hợp cho các bác dùng máy khoan, máy bu lông, bắn vít là đều ok. Nhưng mà nhớ cho em những quả này thì hạn chế chơi bê tông, máy cắt, máy mài. Tại vì những quả 10 cell như này mà chơi bê tông, máy cắt, máy mài thì nó không hợp lý đâu. Đây, em đã bóc cell sẵn ra cho bác nhá. Mạch thì sử dụng là mạch 3 MOSFET như này. Và em nói luôn quả này thực ra dung lượng chuẩn thì nó không được 4A. Cell pin của nó là cell 1800. Đây, 1800 mAh này. Cell pin 18650. Quả này dung lượng chuẩn thì nó rơi vào là 3,6A. Đấy, và cái giá tiền thì em báo giá luôn cho bác nhá. Quả này hiện tại là công ty đang niêm yết là 330. Nhưng trong cái chương trình video ngày hôm nay, nếu như bác nào mua quả này nhá, em sẽ để cho các bác giá chỉ có 250.000 một quả. Tất cả là hàng mới như này, hàng công ty chính hãng bảo hành cho các bác là 6 tháng nhá. 250.000 một quả như này thôi, vỏ ABS chống vỡ, chân pin phổ thông. Và trong cái chương trình của em Tuấn Minh hôm nay, nếu như các bác mà mua hai quả nhá, các bác mua hai quả nhá, cứ làm hai quả thì em Tuấn Minh lại khuyến mại luôn cho một cái sạc. Sạc này nó là sạc 1A thôi nhá. Đấy, sạc 1A, chân pin phổ thông, chạy bu lông, máy khoan thì là hợp lý. Còn nếu như các bác nào chạy bê tông, máy cắt, máy mài thì em sẽ lên cho các bác cái mã bê tông, máy cắt, máy mài sau. Nhớ cho em nhá, quả này 250.000, mua hai quả 500.000 là em tặng luôn cho các bác một sạc nhá. Đây, cái combo hai quả pin là 500, tặng cho các bác một sạc. Đấy nhá, mạch của nó là mạch 3 MOSFET, cell pin cell xám là cell 1800 này. Đấy, rõ ràng minh bạch cho các bác luôn, không mập mờ gì nhá. Và cuối cùng thì em sẽ lên cho các bác cái mã này thì dành cho những bác nào mà thích chạy cho bê tông hoặc máy cắt, máy mài. Đây, đây là quả 15 cell của thương hiệu Starker. Cái thương hiệu Starker này thì có nhiều bác hỏi em đây nó là hàng nội địa hay hàng Nhật hay hàng Mỹ hàng gì. Thì em nói luôn các bác là không có Nhật hay Mỹ ở đây đâu ạ. Tất cả ở đây nó là hàng Trung Quốc và hàng này nó là hàng nhập khẩu lên thương hiệu. Các bác cứ hiểu đơn giản như này này, các bác sang Trung Quốc, ví dụ em Tuấn Minh em sang đặt một cái mã pin Tuấn Minh lên thì về nó sẽ là thương hiệu Tuấn Minh. Còn các bác đặt cell pin gì, chất lượng nó như nào là do các bác bỏ giá tiền ra thôi nhá. Đây là của thương hiệu Starker.
Cái thương hiệu này thì em Tuấn Minh có rất nhiều các loại máy khoan bu lông cắt mài, ở trong cái video trước em đã lên rất nhiều rồi. Đây, quả 15 cell, vỏ ABS chống va đập chống vỡ, cell pin nó đề là 6A, nhưng em phải nói lại nhá, quả này dung lượng chuẩn thực sự không hẳn đạt được 6A đâu. Đấy. Và cái đây cái mạch của nó này, mạch của nó là mạch 4 MOSFET như này, bảng mạch xả cao. Đèn có đèn báo pin đây. Trên này nó dập là dung lượng 2.500, nhưng mà đo ra thực tế quả này là không được 2.500 đâu các bác nhá. Loanh quanh nó tầm 1.800, em nói luôn là 1.800. Thì quả này dung lượng ba hàng như này. Đấy. Ba hàng như này là 4.6A. Em nói rõ ràng luôn nhá, 4.6, nếu như các bác mua một quả 6A bây giờ không có cái giá thấp đâu. Đây bây giờ thì em báo giá cho các bác biết này, quả này bây giờ hiện tại nhá, đang để cho các bác là chỉ có 350.000 một quả. 350.000 bao cho các bác chạy bê tông máy cắt máy mài. 350 vỏ ABS chống va đập chống vỡ như này. Đây. Hàng công ty chính hãng bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đấy. Còn các bác nào có điều kiện chơi những loại pin đóng hoặc là pin chất lượng cao, pin FX của Hukan hay là pin Dexton, cái giá nó 700-800.000 một quả 15 cell này rồi cơ. Đấy, quả này thì em đang để cho bác có 350. Và trong cái chương trình ngày hôm nay nha, khi các bác mua combo 2 quả nha. Đây các bác làm cho em mà 2 quả nha, em cũng lại khuyến mại luôn cho các bác một cái sạc. Đây nhá. 2 quả là 700.000, tặng luôn cho các bác một sạc. Đấy nhá, pin 15 cell starter nha, nhớ cho em. Model của nó là SK ABS 600 6000Z này. Đấy, vỏ thì tất cả những cái dòng này của bên em nó là vỏ chống va đập chống vỡ. Nhớ cho em là loại này các bác chạy bê tông máy cắt máy mài là ok nhá. Còn chạy thời gian lâu, nếu mà các bác làm công trình chiến nhiều thì các bác có thể mua những cái loại pin đóng hoặc pin chất lượng giá 700-800.000 trở lên. Còn như bác nào chiến công trình vừa tầm thì cứ cái loại pin này cho em là chiến thoải mái nhá. Đấy, nhớ cho em quả này 2 quả là 700.000, 350 một quả. Lấy 2 quả thì tặng một sạc. Đấy, còn quả Drama này là 250 một quả này. 2 quả 500 cũng tặng một sạc. Các bác lấy một quả em vẫn bao ship bình thường mà nhá. Đấy, còn đây là quả pin len 5 cell. Rồi, trong cái chương trình hôm nay thì em chỉ lên 3 cái mã pin này thôi. Bác nào quan tâm bất cứ cái mã pin nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho em Tuấn Minh theo 2 cái số điện thoại ở trên màn hình nhá. Cảm ơn toàn thể các bác đã xem video.